Chuỗi trận thăng hoa gần đây tại cúp quốc gia giúp sông Lam Nghệ An bước vào cuộc đối đầu với Thanh Quảng Ninh đầy hứng khởi. Đội chủ nhà chủ động triển khai thế trận tấn công ngay từ đầu trận. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến với sông Lam Nghệ An ở phút 36, Phi Sơn căng ngang cho Phúc Tịnh áp sát khung thành, nhưng đáng tiếc cầu thủ trẻ của sông Lam Nghệ An lại không đón được đường truyền của Phi Sơn. Chỉ 2 phút sau, lại là Phi Sơn, người có đường truyền nhanh cho Thành Phong đối mặt với thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. May mắn, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh của Thanh Quảng Ninh đã chơi tỉnh táo trong tình huống này hiệp một khép lại với tỷ số không đều song lạp nghệ an là đội chơi hay hơn và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng các chân sút của đội chủ nhà còn thiếu chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng song lạp nghệ an vẫn tiếp tục chơi ép sân trong hiệp 2, phút 54. Olaha đưa bóng đi qua vạch vôi than quảng ninh nhưng trước đó trọng tài xác định tiền đạo này đã phạm lỗi với thanh hào sau nhiều pha bỏ lỡ đáng tiếc cuối cùng song lam nghệ an cũng khai thông được bế tắc phút 68, Phi Sơn đưa bóng vào lưới đội khách sau một cú sút từ góc hẹp để mở tỷ số trận đấu. Những tưởng song Lam Nghệ An sẽ có 3 điểm trên sân nhà trận này. Khi duy trì được tỷ số 1-0 đến gần cuối trận, thì phút 89, hàng hậu vệ của song Lam Nghệ An mắc sai lầm khi để cho Quách Tân thoải mái dứt điểm làm tung lưới đội chủ nhà. Một đều cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.